Khuyết điểm của em nghĩ là sẽ có lúc em không có thời gian dành cho bạn trai của mình. Hả? Rồi sao có bầu được? Dạ, nếu như em có bạn trai thì em cố gắng sắp xếp thời gian. Nghĩ còn dư sức ạ. Dư sức ạ. Dư sức. Nín tuổi. Kệ nó cứ cười đi, cuộc sống cười cho đỡ buồn con. Con ngồi con cười nửa tiếng cho chú coi coi nè. Đó, cứ cười coi, cho coi chú bớt buồn coi. Nó cười hồi chắc xe cấp cứu tới luôn. Thôi dừng lại. Được rồi. Cười hồi đứt hơi á, cười quá trời quá đất luôn. Mời em trai giới thiệu về mình. Dạ, lời nói đầu tiên thì em xin chào hai MC chú Bình Linh và chị Ngọc Lan, và cũng như tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình. Thì em tên là Nguyễn Quốc Bảo, hôm nay em là 27 tuổi. Hiện tại thì em đang làm quản lý sản lượng của công ty giấy Decan. Quản lý sản lượng là sao Bảo? Team sản xuất họ sẽ chạy ra bao nhiêu sản lượng và con sẽ là người giám sát cái sản lượng đó, và con sẽ báo cáo lại cho cấp trên. Ít hay nhiều gì con cũng báo cáo đúng không? Dạ đúng rồi, và con sẽ là người chịu trách nhiệm vấn đề đó. Con Lan làm đâu Bảo? Dạ hiện tại thì con đang sinh sống tại Hóc Môn và con đang làm bên khu công nghiệp Tân Bình. Con ở Hóc Môn là ở nhà con hả? Dạ đúng rồi. Ở với ai con? Dạ con hiện tại con đang ở với ba với mẹ, con là con một. Con một luôn? Dạ. Con một là... Trai tôi con một nha. Con một là thấy sắp tới là làm dâu rồi đó. Mời bạn nữ giới thiệu cho mình nào. Dạ em tên là Nguyễn Thị Thu Dầu, năm nay em 20 tuổi, đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Rồi ở Sài Gòn là sống với ai nè? Dạ em sống với mẹ và anh ạ. Ở quận mấy? Dạ em ở Bình Tân. Đó, ở bên đây ở Bình Tân nha. Ủa nhưng mà Dầu làm gì Dầu? Dạ con làm barber shop á chú. À làm tóc á hả? Dạ. Ưu điểm mình là gì vậy? Dạ ưu điểm của con thì là con là một người thích chơi thể thao. À, con biết nấu ăn, bây giờ một người biết quan tâm và chia sẻ. Hay, cái này hay đó. Khuyết điểm là gì? Dạ, khuyết điểm của con thì có vẻ là con làm trong môi trường nó hơi kiểu là nhiều bạn nam, nên là khá là con cũng hơi trầm tính, kỹ lưỡng trong những cái vấn đề trong công việc này kia. Tại mình quản lý sản lượng mà. Dạ đúng không? Rồi, nhà gái nè. Ưu điểm của em là em nghĩ em là một người luôn vui vẻ, hoạt bát và không bao giờ biết buồn ạ. Không bao giờ biết buồn ạ. Và luôn thích giúp đỡ mọi người xung quanh ạ. Còn khuyết điểm của em nghĩ là sẽ có lúc em không có thời gian dành cho bạn trai của mình. Hả? Rồi sao có bầu được? Dạ, nếu như em có bạn trai thì em cố gắng sắp xếp thời gian ạ. Bây giờ là cố gắng được chưa? Bây giờ là sắp xếp được chưa? Dạ, cố gắng được. Chào chú. Cô gái. Dạ. Con là cô gái không bao giờ biết buồn hả? Dạ. Cách nào hay gì con chỉ chú với con. Con không có suy nghĩ gì nặng nhọc nhiều á chú. Con enjoy với mọi thứ. Cái người nào mà gọi là không bao giờ biết buồn mới là hay. Mà thường người ta nói người đó là vô tư. Dạ đúng rồi. Đúng không? Dạ. Có khi nào con nghĩ vô tư quá mình thành vô tâm không con? Dạ cũng có, con cũng có suy nghĩ tới. Nhưng mà con đang cố gắng khắc phục lại về cái vấn đề đó. Thật ra cứ giữ đi con, không biết buồn là được rồi đó. Những cái người mà có những cái năng lượng tích cực đó. Dạ. Người ta rất là thích gặp con à. Không biết nó buồn hay vui. Bé này cười không à? Cười không là thấy sướng rồi. Thật cười quá vậy? Ừ. Đó, bữa nào chú đi đám thì chú rủ con đi nha. Nó có diễn hài. Ừ, nó cười. Nhớ kêu đi coi. Vô tư được, này hay nè. Mình không có thời gian cho bạn trai rồi về. Hồi nào giờ là mình có quen bạn trai chưa? Dạ, em quen lúc từ thời đi học của em là em có một mối tình đầu của em ạ. Có một mối tình thôi mà không có thời gian dành cho người ta nên chia tay hay sao? Dạ không, lúc đó là tụi em yêu xa với nhau á. Cũng xa mặt cách lòng với dịch bệnh nữa chị. Nên bạn đó có người khác luôn. Đơn giản ha. Rồi chia tay buồn không? Dạ cũng buồn nhưng mà em cũng quen rồi. Tại vì lúc đó là không có bạn đó ở bên cạnh á. Cho nên em cũng quen với cái việc là em một mình luôn rồi. Ủa sao nãy con nói con là cô gái không biết buồn mà chia tay cũng buồn? Dạ buồn nhẹ hả chú? Buồn nhẹ, buồn nhẹ. Được, có buồn nhẹ nữa. Đây, còn mình đường tình duyên sao nè? Dạ thì con cũng có được hai mối tình. Hai mối? Dạ. Thì mối đầu tiên là vào năm con học lớp 12. Thì lúc đó thì tuổi trẻ mình cũng vòng bột. Và sau này thì con cũng tập trung lo học. Yêu mấy năm? Dạ lúc đó thì cũng khoảng gần một năm. Một năm, rồi mối tình thứ hai? Mối tình thứ hai thì tôi con quen khoảng được gần 2 năm. Gần 2 năm thì bạn đó đi du học và định cư ở nước ngoài. Rồi bị chia tay luôn? Dạ, tại vì cũng xa quá. Mối tình thứ nhất là bồng bột, mối tình thứ hai bó bột. Rồi có buồn không? Dạ thì cũng có chị ơi. Nhưng mà nó cũng cười tươi như bên kia luôn vậy đó. Nó chỉ tình yêu tuổi trẻ mà, nó chưa có gì sâu đậm lắm ha, bởi mình yêu ít đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi, con muốn có một người yêu lý tưởng thế nào, một mẫu hình người vợ tương lai coi. Đối với con thì chỉ cần biết quan tâm, chia sẻ mọi thứ trong cuộc sống đối với mình. Bạn nữ thì nhìn chỉ cần... Dễ nhìn hả? Dễ nhìn một tí là được rồi. Này nhìn là thấy liền. Dễ lắm, dễ nhìn lắm. Yêu cầu đó có hợp lý với bên đây không? Dạ, con cũng nghĩ con dư sức ạ. Dư sức. Rồi giờ sao? Rồi giờ... Con bớt cười đi. Con nín cười. Kệ nó cứ cười đi, cuộc sống cười cho đỡ buồn con. Con ngồi con cười nửa tiếng cho chú coi coi nè. Đó, cứ cười coi, cho coi chú bớt buồn coi.
Nó cười hồi chắc xe cấp cứu tới luôn. Thôi dừng lại. Được rồi. Cười hồi đứt hơi á, cười quá trời quá đất luôn. Rồi giờ mong muốn có bạn trai như thế nào nè? Dạ mong muốn bạn trai của em là cao trên 1m7, rồi tính xíu giống em ạ. Tính nó cười suốt vậy đó. Chào chị. Hello. Cao trên 1m7 hả? Dạ được chị. Đó. Rồi tính tình vui vẻ không? Dạ em thì một người mà cũng khá hơi là trầm tính, tại vì thì công việc của em nó cũng hơi khô khan á chị. Nhưng mà bây giờ mình có cô này vô là cười, có cô này vô là hết khô liền. Dạ đúng rồi, là có vui liền á. Dạ đúng rồi. Được chưa? Dạ cũng rồi được. Gì nữa? Dạ là biết quan tâm chia sẻ mọi người, và em quan điểm của em là hiếu thảo với cha mẹ và am hiểu về Phật pháp ạ. Hay sao? Dạ cái đó thì hợp với em. Hợp ha. Dạ. Đó bên đây nói hợp rồi nha. Dạ. Có cái chuyện gì mà em không thích ở người bạn trai tương lai không? Nói ra luôn. Em không thích người bạn trai của em là gò bó quá, và lại là hay ghen, hay suy nghĩ, suy diễn nha chị. Ừ. Tại vì công việc của em thì tiếp xúc nam nữ cũng rất là nhiều á. Mỗi chỗ sẽ có quy định riêng, tụi em cũng không có mà sẽ khiến đối phương mà suy nghĩ đâu ạ. Ừ. Nói chung là tin tưởng nhau ha. Dạ đúng rồi. Rồi đó, đơn con giản. Con làm tóc được bao nhiêu năm rồi? Dạ con làm gần 1 năm rồi. Tóc chú tạo mẫu nào được không? Chú cạo chính giữa. Nó tạo hình đặc sắc hơn Ngọc Lan nữa đó. Nó lạ lắm à. Nói hồi Lan lấy cái đồ cạo nó cạo thiệt. Bữa trước là còn chừa chừa được 2 phân đó. Tạo hình gì về chính giữa? Dạ trái tim á chú. Trái tim. Cái đầu tôi mà cạo trái tim giữa chắc nhìn mắc cười lắm không ơi. Được, được đó, nó có ý cũng hay đó. À. Rồi bây giờ mình hỏi người thân của hai bên đây nè. Rồi. Nhà trai đi với ai? Dạ hôm nay em đi với mẹ của em ạ. Con chào có mẹ. À, cô thấy bạn gái tương lai của con trai mình thấy được không? Lần tiếng thì chào hai MC dễ thương. Đẹp. Dễ thương. Giờ thì hai con cho nhau một cơ hội đi nhau rồi tìm hiểu. Dạ. Bắt rất là dễ. Dạ. Sao không được hết. Dễ lắm ha. Cưới liền không? Chịu thì cưới thôi. Thấy nó về là vui rồi ha. Con dâu này trong nhà là phong thủy tốt lắm nha. Luôn. Dạ. Rồi cảm ơn nhà đại diện nhà trai. Mình đi với ai nè? Dạ em đi với những người chị đồng nghiệp thân thiết của em ạ. À rồi. Mời đại diện gia đình nhà gái nào. Chào chú Nguyễn Linh. Chào chị Ngọc Lan ạ. Dạ chào tất cả mọi người trong trường quay ạ. Con thấy nhà trai sao? Được không? Dạ thấy nhà trai ok lắm. Ok lắm hả? Thấy hợp với bạn mình không? Rất là hợp luôn. Dễ thương. Trước khi đi bạn có dặn gì không? Có xem kỹ này kia gì không? Dò cẳng được không? Xem dò cẳng được không? Tiệm tóc mà vô chắc nghe cười không à? Đúng không? Đúng không? Dạ. Nguyên ngày chắc cười không hả? Cười bể bụng luôn. Vui mà. Cười tới bể bụng luôn vậy đó. Sợ quá. Rồi, được rồi. Bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt đi nha. Rồi, mở rào. Rồi, chuyện của hai em đó. Tiến tới đi. Quà này bự á. Em tặng cho anh cái... Rồi, anh có quà gửi dành cho em. Dạ, em cảm ơn anh. Rồi, cảm ơn em. Nói nghe nè, nói cho bạn gái biết mình tặng cái gì mà nó bự vậy đó. Dạ, anh ơi đứng lên đây lại nè. Anh ơi đứng lên đây lại nè. Đối với anh thì trong đây đó là một con gấu bông. Thì anh hy vọng là con gấu bông này nó sẽ thay anh chăm sóc em trong những lúc ngày anh không có mặt ở bên cạnh em. Dạ, món quà ý nghĩa em tặng anh keo wax tóc để anh đi ra đường anh có thể chỉnh chu và tự tin với tất cả mọi người. À, cảm ơn. Có keo nào dành cho chú không con? Chú giờ xài keo dính chuột á. Quay quanh kia trời tự nhiên. Đó. Rồi đó mình trao đổi nhau đi. Rồi không biết là cảm nhận của em khi lần đầu tiên gặp anh là như thế nào ha? Em thấy anh dễ thương nè, nhiều duyên, cười cũng dễ thương nè. Anh chơi môn thể thao gì vậy? À, anh thì vào cuối tuần thì anh hay đi đá bóng với lại các đồng nghiệp trong công ty. À, đá bóng. Có ngại nếu như em làm công việc mà tiếp xúc nhiều nam nữ giới nhiều không? Không, đối với anh thì không có ngại. Công việc nào thì cũng là công việc. Quan trọng là mình có đam mê, mình có tận tâm với nó hay không thôi. Dạ, nếu như mình cho nhau cơ hội, em muốn là mình có thể chia sẻ với nhau về mọi thứ. Buồn vui cũng vậy. Và sắp xếp được thời gian để mà gặp nhau. Rồi, không biết là quan điểm trong tình yêu của em là sẽ như thế nào ha? Quan điểm trong tình yêu của em là phải chung thủy nè. Và phải biết đối nhân xử thế nữa. Em thì cũng không yêu cầu gì nhiều đâu mà. Kiểu mình lúc nào cũng phải luôn vui vẻ, đừng có suy nghĩ tiêu cực quá. Thì nó sẽ làm mệt cho hai bên thôi ạ. Tao nói quan điểm giờ tới mình nói quan điểm đó. Đối với anh thì quan điểm về tình cảm thì cũng giống như em thôi. Thì mình phải khi mà trong công việc hoặc là trong cuộc sống
tụi mình có những cái vấn đề gì nó khó giải quyết hoặc là mình cảm thấy nó khó chịu thì tốt nhất là mình nên chia sẻ với nhau để cả hai có thể là cùng ngồi lại để mà mình giải quyết cùng một cái vấn đề gì đó. Em nghe nói là anh con một hả? Đúng rồi, anh con một. Mình sẽ làm dâu hay sao anh? Với anh thì ở riêng hay là làm dâu gì thì nó cũng không quan trọng. Quan trọng là bản thân em, gia đình của em sẽ cảm thấy là phương án nào sẽ tốt cho em mình. Tại vì em không phải là một người mà giỏi giang việc nhà. Nếu như mà có duyên nợ thì em nghĩ em cũng sẽ cố gắng để hoàn thiện làm một người vợ. Không sao, cái đó anh làm được, không sao cả. Rồi không biết là nếu như quan điểm của em khi mà mình quen nhau thì khoảng bao lâu thì mình sẽ tiến xa được hơn? Em cũng không có đặt tiêu chí về là vấn đề cưới hỏi. Kiểu như mình cảm thấy mình yêu nhau thật lòng thì mình cưới thôi. Ba mẹ em cũng dễ. Rồi không biết là ở nhà của em thì là em là con thứ mấy ha? Em là con út trong nhà. Con út trong nhà hả? Dạ. Nhà em có ba anh em. Ba anh em. Dạ. Rồi cái công việc của em thì theo như anh biết thì là cái khoảng thời gian của mình vào những cái khoảng cuối tuần hoặc là ngày lễ này kia thì nó cũng khá là bận rộn á. Dạ đúng rồi. Dạ. Thì có lẽ là cái khoảng thời gian nữa mình dành cho nhau thì nó cũng sẽ hơi khó, nhưng mà anh nghĩ là mình sẽ khắc phục được chuyện đó. Dạ, em cũng nghĩ vậy. Rồi tương lai xa hơn là quan điểm về con cái thế nào? Ai thích con trai con gái nói ra luôn, rồi tiền bạc ai giữ? Sau này về chung với nhau thì không biết là em sẽ thích con trai hay con gái hơn ha? Em thích cả hai, em thích em bé, em đẻ được hết á. Đối với anh thì tài chính thì tiền chắc chắn là vợ giữ rồi. Tại vợ giữ thì vẫn sẽ tốt hơn. Thì anh giữ là lát không còn đồng nào hết. Thì anh hy vọng là sau chương trình này thì mình sẽ có cơ hội tìm hiểu với nhau và mình sẽ cho nhau một cơ hội để tiến tới xa hơn. Dạ. Giờ trước khi tiến xa mình tiến gần lại đi. Đứng bước lên nắm tay hai tay vô. Hai tay nắm hai tay đó nhìn nhau. Đó, nào. Anh không dám chắc là anh sẽ cho em được cuộc sống thực sự gọi là giàu sang. Nhưng mà anh chắc chắn một điều, anh sẽ cho em cuộc sống đàng hoàng. Em cũng hy vọng vậy. Anh cũng không có giỏi về làm thơ văn lắm, nhưng mà anh cũng có bốn câu thơ anh muốn dành tặng cho em. Yeah. Nắng kia thì là của mặt trời, còn em thì không biết đã có ai rồi hay chưa. Mây kia thì là của hạt mưa, em xem em đã thích anh rồi hay chưa. Ngôn tình quá trời đất ha. Em gái hát cho em trai nghe đi. Dạ, em tặng anh một bài Anh đánh rơi người yêu này. Đêm dần buông với những buồn ban chiều, khi người chờ kế đến khiến em mơ mộng. Anh gì ơi, anh đánh rơi người yêu này, chẳng biết khi nào gặp lại anh này. How is you will love it, how is you will. Em hát hay quá bé ơi. Dễ thương á. Em hát hay quá. Thấy nó nắm tay nhau giống như yêu từ bao giờ luôn vậy đó. Mấy đứa có cần chị với chú Huyền Linh bấm nút giùm không? Thật ra là chú thấy cô gái này chú thích ngay từ đầu đó. Một cái phong cách rất là dễ thương, ai cũng mến hết trơn á. Thành ra là cố gắng làm sao chăm sóc cô gái đó nha. Dạ. Chú thấy là nó sẽ bù trừ cho con rất là nhiều. Dạ. Trong cuộc sống này moi hết ruột gan mình cái gì suy nghĩ vô cô gái đó, nhìn cô gái nói coi nào. Anh thì không có hoa mỹ như người ta, nhưng mà tình cảm anh dành cho em chắc chắn là sẽ chân thành. Em cũng vậy. Bây giờ chúng ta làm thủ tục nha. Hay là nhà luôn chú bấm giùm. Em sao cũng được. Âm như thế nào? Chị Ngọc Lan ngồi sẵn luôn rồi. Hai đứa hôn nhau cái tôi bấm liền. Một, hai, ba. Chúc mừng. Thật ra đó, trong cuộc sống này á, cần lắm những cái năng lượng tích cực đó. Rất là hợp lý luôn. Và hai đứa gần như là của nhau đó. Nói mà cái nắm tay như thế thôi không phải dễ đâu nha. Nó gần như hòa quyện với nhau rồi. Trời, sinh một cặp đó hả? Trời ơi, nó nắm tay nó hỏi anh bị phong pháp hả? Người ta hồi hộp ta ra mồ hôi. Hồi hộp thôi. Nắm tay là thấy hợp rồi đó. Nè, thằng này cũng đẹp trai nha, có duyên lắm á. Chúng hai đứa sẽ sớm về chung một nhà. Dạ. Nha. Dạ. Rồi. Cảm ơn chú Linh và chị Ngọc Lan. Mà... Hả?
Trời ơi, mới gì đây, mới vô tặng rồi. Dạ. Thuốc bổ hả? Dạ, bổ thận á anh. Uống bổ gì? Dạ, bổ thận tráng dương. Bổ thận hả? Bổ thận tráng dương. Mới lên làm cho thận tôi yếu lắm rồi. Ôi, dạ, nó bổ bổ sức khỏe người lớn tuổi luôn á. Được dạ. Rồi. Dạ. Mới vô là tặng thuốc bổ thận rồi, cảm ơn em. Có tráng dương nữa kìa Linh. Em tên là Tôn Đức. Trời ơi, ngồi, ngồi đi, chưa ngồi đi em. Cảm ơn em nha. Chúc Linh có tặng chị Hồng Vân không? Dạ, ủa, tôi đâu cần tráng dương ông nội. Cái kỳ không có tráng dương. Không có tráng dương hả? Kệ, cứ tráng đi. Rồi, xin mời nhà gái. Để đây nè em. Rồi. Rồi, bây giờ giới thiệu về mình cho bạn gái kia nghe luôn ha. Ngồi ngồi, cứ ngồi đó nói luôn. Dạ. Em nói lớn lên. Dạ, em tên là xin kính chào anh Quyền Linh, ban tổ chức. Chào chị anh Quyền Linh với chị Hồng Vân hả? Rồi. Chị Hồng Vân và các quý khán giả, anh chị với chào bạn gái của mình. Em tên là Tôn Đức, sinh năm 80. Tên gì? Tôn Đức. Tôn Đức. Dạ. Sinh năm 80. Dạ. Em ở Thái Bình, Châu Thành, Tây Ninh. Em thì hồi đó giờ học ngành y, đi làm ngành y không à, làm ba tiệm thuốc bắc á. Em học y là y sĩ, y học dân tộc á hả? Dạ, em học y sĩ đa khoa với cổ truyền luôn à. À, y học khoa cổ truyền. Dạ. À, em có hai bằng, bên bằng y sĩ đa khoa với y sĩ cổ truyền. À, dạ. Giỏi quá nha. Rồi em đi làm công tiệm thuốc bắc không à, làm lâu năm rồi, gần 3 năm rồi. Nghĩa là em làm ở Bình Dừa, ở Tây Ninh luôn. Dạ, làm ở Tây Ninh đó. Rồi. À, đây là dược sĩ nha. Em phải dược sĩ, em y sĩ. Y sĩ chứ. Y dạ. Sĩ về đông y cổ truyền này kia luôn. Dạ. Làm ở Tây Ninh. Dạ. Còn em nè, mình giới thiệu về mình nào. Lời nói đầu tiên cho em xin chào chị Hồng Vân ạ, chào anh Quyền Linh, chào bạn nam bên kia và chào tất cả quý vị khán giả có trong phòng quay ngày hôm nay ạ. Em tên là Giang Thị Thoa. Em được 20 tuổi, cách đây 18 năm ạ. 18 năm. Em sống mà làm việc ở Tây Ninh, em đến từ Tây Ninh ạ. Ồ, em ở Tây Ninh luôn hả? Dạ. Hỏi đi, hỏi Tây Ninh chỗ nào, hỏi đi. Dạ, em ở Tây Ninh, cho mình hỏi em ở xã nào, huyện nào hả em? Dạ, em ở thành phố ạ. Thành phố Tây Ninh ạ. Thị xã hả? Ờ. Gần không? Gần, gần, thành phố là gần rồi. Anh ở đâu vậy anh? Mình ở trên xã Thái Bình đó em. À, xã Thái Bình em biết ở đó. Nè, em nói em làm nghề gì chị quên rồi. Dạ, em làm giáo viên ạ. À, giáo viên cấp mấy? Dạ, em làm giáo viên cấp 2 ạ. À, giáo viên cấp 2. Rồi, đây là cô giáo. Cô giáo nói luôn về cái điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Dạ, điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng. Rồi em có tính tự lập cao. Rồi... em rung hả? Rung hả? Quay qua nhìn chị nè. Em hơi nhìn chị là không có rung nè. Rồi nói đi em nè. Có tính tự lập cao. Ừ. Rồi em thích gọn gàng, ngăn nắp. Ừ. Em có thể làm được rất nhiều công việc. Ừ. Còn em có cái điểm yếu gì không? Điểm yếu của em là ngại tiếp xúc với người lạ đông như vậy, em hơi bị khớp. Cái thứ hai nữa, em hơi mất ướt. Hơi mất ướt dạ. Hả? Ủa nhưng mà mình học môn, mình dạy môn gì? Dạ em dạy môn thể dục. À môn thể dạ. Dục, hèn gì cái phọt đẹp quá à. Cảm ơn chị. Ủa thường là những cô giáo mà dạy môn thể dục là rất là mạnh mẽ đó nghe. Mà em có vẻ hơi nhút nhát hả? Đúng dạ, không? Dạ. Nhút nhát trước đám đông đúng không? Dạ dạ. Đó là điểm yếu của em. Bạn trai ơi, dạ. Bạn trai có nghe cô giáo tâm sự không? Dạ, có nghe. Có cái thuốc nào mà chữa bệnh nhút nhát được không vậy? Bệnh nhút nhát đó là do... Có thuốc bổ nhát. Cái đó bổ mình nhát. Uống mấy thuốc bổ tâm á. Gì, bổ gì? Bổ tim á. Bổ tim hả? Tim thần kinh á. À, đúng rồi. Uống thuốc có hết á Linh à. Dạ, Linh lấy đó. Mua thuốc Thiên Dương bổ tâm đan, mấy cái thuốc nó uống. Nó vừa trị tâm mạch chứ. Còn Tây Y á, thì mình uống mấy cái thuốc rối loạn thần kinh. Em thí dụ như cà khịa đó. Cà khịa người khác uống thuốc gì hết em? Dạ, cái cà khẻ là cái bản tính vui và không có uống thuốc gì hết. Vậy là bỏ tay rồi đúng không? Cái cà thuốc gì mà nó... cho nó bớt cái thần kinh mà bị tăng động á cưng. Cái cà khẻ đó theo dạ. Chị là cho uống giảm cái gì mà cho cái thần kinh nó bớt năng bị động. Tăng động á em. Dạ. Chứ bây giờ làm mai làm mối mà tăng động là quá. Mình bị tăng động quá nó nhiều gì tùm lum á thì cũng uống mấy cái thuốc bổ tâm mình. Thì bổ tâm luôn đúng không? Chứ đúng rồi chứ tăng dạ. Động quá sao mà làm ăn. Đừng cho uống tráng dương nữa. Đã tăng động dữ lắm rồi. Trị về tim mạch thần kinh đó, cho nó điều chỉnh. Đi tặc thuốc đi. Tặc răng đây thì uống mấy cái thuốc nói chung là rối loạn thần kinh. Tặng cho. Dạ. Uống thôi, em tặng chị đâu có uống. Dạ. Tặng cho cô Vân là thuốc khác. Ừ, người ta là bổ âm, ông là bổ dương, ông mắc cười. Cái này mà. Là thuốc chắc là sau đây là chắc tụi chị cả chị với cả dạ, Linh. Thuốc này là thuốc
bổ khí huyết phụ nữ cho đẹp phụ nữ đó, phải như vậy. Sau đây á, là sẽ xin số điện thoại của em để tư vấn lên bốc thuốc. Dạ. Đúng không? Đã đẹp nay còn đẹp hơn. Dạ. Rồi nói chứ sao nè, bây giờ là nghe bạn nữ tâm sự vậy á, thì mình cũng nói cho bạn thấy cái điểm mạnh điểm yếu của mình đi, để cho bạn cảm nhận. Điểm mạnh của mình á hả? Dạ, điểm mạnh của mình thì mình cũng, ví dụ kinh doanh thì mình kinh doanh cũng được, mà mình yếu, mình không có dám làm gì lớn hết, nhút nhát. Nhút nhát không có làm lớn phải không? Nhưng mà cái thuốc này là do em kinh doanh ở nhà hay như thế nào? Dạ, cái này em không có kinh doanh ở nhà, em đi hốt ra. Mà cái đó là cái vậy đó em cũng biết. Ờ, có nghĩa là em hút thuốc và em... Hồi đó là em có hốt, nhưng mà em nhà em không có hút thuốc, nhà em thì bán gia truyền. Còn thuốc thì em đi làm mướn ra, hồi đó giờ đi làm mướn. Em bán giùm cho người ta đúng không? Dạ. Tức là bán thuốc cho người ta. Rồi vậy là cái điểm yếu là nhút nhát, mình không dám làm kinh doanh phải không? Dạ đúng rồi. Em thì muốn có vợ, nó muốn chủ yếu là muốn lập gia đình, có con cái là mình có thể có, mình mới mạnh dạn, mình dám làm này kia. Nếu vợ có ngành y giỏi nữa là mình cũng như hợp tác, mình phát triển luôn. Tại vì mình làm tiệm thuốc Bắc lớn á, những cái gì hay của tiệm thuốc Bắc lớn ha, cái gì á là em biết hết, biết hết, đúng không? Em biết hết luôn. Dạ. Chị với em hợp tác được, em không cần phải hợp tác với vợ, hợp tác với chị ruột. Dạ. Chị ruột được nghe. Dạ. Làm biết sao, làm phước cho người ta. Dạ. Thực sự bây giờ những cái loại thuốc Bắc hoặc thuốc Nam rất là tốt luôn á. Ừ. Đó, đúng không? Dạ. Rồi, thôi giờ là biết điểm yếu, điểm mạnh của em rồi. Điểm yếu là hơi nhút nhát với em dở, dở anh Văn Di Tính này, em không có bằng, em không giỏi, em không biết nữa. Không hỏi anh Văn hả? Dạ, anh Văn Di Tính, hồi đó anh Văn thì em cũng học biết. Dạ, mà giờ sao em không biết gì hết. Ừ, rồi cái điểm mạnh của em là gì? Điểm mạnh của em là em không có bị người ta rủ rê và tệ nạn xã hội vậy, em không có rủ, không có bị. Em là con người trong sạch đúng không? Em trong sạch, thí dụ người ta mướn em giết con chó hay gì em không bao giờ giết. Không bao giờ giết đúng không? Em là người cũng như em có đạo Phật, em tu, em mà đi lỡ đạp con ốc hay gì cái em cũng hào đau lòng. Thì là chị với em làm ngành thuốc nam được nè, chị nói thiệt với em á. Em thì muốn đi cũng dám đạp thuốc toàn là chế cho thiệt hay không. Em chế nhà thuốc hay lắm, sao mà em cải tiến là thuốc hay lắm. Okay, em có thuốc vừa trị bổ thận nè. Bệnh mộng tinh trị không hết em trị được. Ủa đang đi tìm người bạn gái hay đang đi giới thiệu đau vậy? Thuốc đó vừa trị đau thần kinh tạ, nhức mỏi luôn, với đổ mồ hôi tay chân luôn. Đau vậy? Đây chị đang bị đau gai cuộc sống. Đau. Không chị, hai người lo chị phải cần gặp em rồi thôi. Không bây giờ mắc cười quá, ta hỏi bên đàn trai, ta hỏi em rể của người ta, đặng ta là lo cho em gái ta bên đây. Cái thuốc nào mà yếu sinh lý em giới thiệu chị Vân luôn đi. À, nếp riêng đó là phải giới thiệu cho ông. Mắc cười quá, thôi cái đó là nói chuyện riêng với anh Linh nghe. Ồ, giới thiệu thì thuốc hoài. Rồi bây giờ mình sẽ nói về vấn đề, nếu vậy thì em đã có người yêu chưa? Em là chưa có người yêu cô ạ. Chưa có người yêu. Năm nay là mình nhiêu tuổi ta? Lớn tuổi lắm à, 40, 41. 40, bạn bên đây 38 nè, tức là chưa có người yêu đúng không? Dạ. Rồi. Chưa có mối tình nào luôn hả? Dạ, chưa có mối tình. Người ta lo, người ta làm phước cho thiên hạ. Tôi biết mấy người mà làm về cái nghề thuốc này nè, lo là cứu nhân độ thế không à. Trời ơi. Còn em sao nè? Dạ, đó, có mối tình nào chưa nè? Em đã trải qua được 2 mối tình à. Mối tình thứ nhất là mối tình thời sinh viên à. Mối tình thứ hai thì em chia tay cách đây 3 năm à. Cách đây 3 năm. Dạ. Mà mối tình đó quen lâu không? Dạ, em quen được 3 năm à. 3 năm. Ừ, dạ. Như vậy là cũng đã sâu đậm rồi đúng không? Dạ. Đã gọi là có kinh nghiệm về tình yêu hơn bạn này rồi. Nhưng mà em nghe cái bạn trai bên đây tâm sự như vậy thì em có cảm nhận gì về cái người đàn ông ngồi bên kia rào? Thì em cảm nhận thì các bạn đó cũng nhút nhát giống em. Cái thứ nhất là nhút nhát giống em. Thì bạn ấy cũng chân thật. Rất chân thật. Dạ. Rất là chân thật luôn. Chào chân anh. Thành luôn. Mà cái người cái tâm rất là tốt luôn á. Dạ. Ừ. Nói chung bên đây hiền, nó chưa có người yêu luôn á. Chưa có người yêu luôn. Ừ. Đó. Bây giờ còn kiểm tra là con có giới tính thứ nào không không thôi. Chứ 40 tuổi mà chưa có người yêu rồi. Chưa có người yêu. Đó giờ có nắm tay bạn gái không? Hồi đó em chưa có nắm tay. Em hồi đó năm đầu tiên em mới học á, đầu tiên 2009 á, có cái cô đó cũng đẹp lắm, cổ vô động làm quen với em, cổ xin số điện thoại gì tùm lum á. Cổ tên Nguyễn Thị Lụa, cổ tốt nghiệp rồi, cổ nói toàn lại giỏi không à. Mà cuối cùng em mất cái điện thoại cái em không có liên lạc được. Trời ơi, mất số điện thoại, trời ơi. Cổ xin chưa nắm tay con gái luôn. Chưa, tính định rủ cổ ăn uống này kia, chưa có gì hết à. Mà tức là em chưa có cảm giác gì với con gái luôn. Chưa. Ví dụ nói chung mình có cảm giác chứ mà tại mình nhát quá, hoàn cảnh gia đình mình nói chung lận đận lắm. Cuộc sống lúc đó cũng vất vả lắm. Nhưng mà giờ em đã làm trong tiệm thuốc mấy năm rồi, em không có cảm giác với cô gái nào hết trơn, cảm tình cô gái nào hết trơn hả? Ví dụ mình thấy mình thích chứ mà mình không có dám thích nói ai á. Ví dụ như có cô gái nào tự nhiên nó mời anh đi khách sạn, em dám đi không?
Mình phải tìm hiểu người ta là mới đi chứ chưa tự nhiên đi không biết. Tìm hiểu là nhanh hay chậm? Thì nhanh. Tìm hiểu nhanh á. Vậy được, thử cái thôi. Tìm mình hiểu nhanh là được. Dạ rồi. Mình không phải PD đâu anh. Tại nhiều người ta nói mình chắc giới tính nữ vậy chứ mình không phải. Có ai nói em vậy không? Có, hồi đó có một số người ta hỏi mình phải PD không, sao mình không có vợ. Cái mình nói mình nam, mình thích phụ nữ lắm. Sao biết là nam? Dạ mình là người bộ phận sinh dục nam mà anh. Bản chất mình là thích phụ nữ lắm, mình đó, yêu phụ nam, nữ, mình không có yêu nam. Đúng rồi, người ta thích nữ. Ha. Dạ. Mình bộ phận sinh dục nam là nam. Nhưng có những người cũng vậy mà không phải em ơi. Giờ biết sao chứng minh được sao? Không, em là người thiệt, em mới đi tìm phụ nữ nè. Tại vì em nhát quá, em không dám ngỏ lời. Em thấy gái đẹp sao? Em thấy cô gái đẹp sao? Em thấy hai cô gái ngồi kia đẹp thì sao? Đẹp thì mình cũng ngắm nhìn người ta. Ai thích không? Thích chứ mình có quyền yêu bằng mắt, mình không có dám động người ta được. Bây giờ em có dám nhìn hai cô gái đẹp kia không? Cũng nhìn. Có liếc không? Dạ liếc. Không sao. À, có liếc. Rồi. Mình thích cái đẹp lắm, người nào đẹp mình cũng thích hết à. Thì có chàng trai đẹp thích không? Dạ không. Nhưng mà nếu vậy thì giờ em tự tưởng tượng cái người bên đây á, người bên rào là cái người con gái của em đó. Dạ. Em tưởng tượng coi cổ sao, có đúng những cái suy nghĩ của em hay không? Em ước ao một người con gái như thế nào nè? Thì cũng người đẹp dễ nhìn vậy được rồi. Với chủ yếu là thương yêu gia đình, chung thủy. Ví dụ phụ nữ biết làm ăn gì nữa, mình có thể đầu tư tiền cho làm ăn. Ví dụ trời ơi ngon luôn. Phụ nữ muốn mở tiệm thuốc bắc, thuốc tây gì mình có thể đầu tư. Trời ơi ngon luôn. Tại em làm dành dụm cũng được, cũng hơi bộn bộn. Khá rồi hả, bộn hả? Trời ơi dành dụm hơi bộn bộn rồi kìa. Mình nghèo lắm. Hey, bộn bộn lắm hả? Dạ. Mở tiệm được hả? Được. Khoảng mình không có nhiều gì đâu, cũng dụng nhà mình có khoảng mười mấy cây, ví dụ 11 cây ví dụ khoảng. Rồi mình có là mở có tiệm được rồi ngon lành. Có người giúp đỡ có này nhà kia. Riêng ha. Dạ. Có nhiều cây là được rồi. Thằng chồng có nhiều cây. Nhưng mà rồi. Nói chung cuộc sống mình lại tiết kiệm dành dụm chứ không phải là mình tiết kiệm, nó ráng tiết kiệm không mới có chứ không chưa phải. Chưa thấy ai mà thật thà như thiệt em luôn. Thiệt luôn á. Chứ không phải mình không dám ăn chơi sa đọa gì hết á. Mình mà nhà mình làm mặt tiền hay là trong hẻm nè? Nhà mình tại trong hẻm. Hỏi chi vậy, nhà người ta đâu không, có nhà được rồi. Không, ý là Vân hỏi vậy là có nghĩa nếu mặt tiền là mình mở liền tụ tiệm. Có, em có mặt tiền. Em về nhà đó. Anh mở nè. Dạ. Hỏi mặt qua tiền nhà luôn kìa, có mặt tiền luôn rồi. Anh có nhà mặt tiền, qua nhà anh mở tiệm thuốc luôn, anh bao dạ. Hết luôn. Miễn sao bốc thuốc thôi được rồi. Dạ, em bốc được, đứng tiệm thuốc bắc được, thuốc bò, thuốc ếch. Em bốc được hết đúng không? Chế được, em chế được hết luôn. Anh em bốc đã được, từng đứng tiệm luôn, thôi. Em đứng mình không. Luôn á. Được á, tôi thấy là tôi với Linh là kết hợp với bạn này được nè. Cứu nhân đủ thế. Thuốc tay em cũng có thiệt. Thể ra toa được luôn, bệnh em tự ra toa. Bốc thuốc miễn phí luôn nha, được không? Thiệt mà. Miễn phí hả? Thuốc, ừ. Cũng được mà, thuốc bắc nó mắc tiền, thuốc nam thì em không biết nhiều á. Em làm toàn là thuốc bắc không à? Anh đi dân lo. Dạ, thuốc nam em không biết ít mà không biết nhiều. Thuốc bắc thì em biết nhiều, em dùng thuốc bắc không à? Tại thuốc bắc này là xài thuốc bắc. Em xài thuốc bắc, em làm tiệm thuốc bắc chứ không phải tiệm. Nhưng mà chị hỏi nè, ví dụ như em có cái thuốc bắc của em là em có dùng cho những trường hợp hiếm muộn không? Những cái cặp mà hiếm muộn hoặc là những phụ nữ mà người ta bị người ta gọi là rối loạn nội tiết á, đó là cái từ chuyên môn, còn cái từ mà của dân gian thì gọi là bị lạnh tử cung á, thì em có trị cái đó không? Nó làm cho hiếm muộn có luôn. Có luôn không? Tại vì cái này rất nhiều người cần. Từng chạy nhà em thì bán có chủ yếu như thuốc à, nhưng mà nếu cần á thì em sẽ trị. Biết tài của em rồi. Ok, biết để chi để mình giới thiệu. Em sẽ trị được. Nói thuốc nói dữ lắm, nói chuyện gái em luôn à. Rồi, bây giờ là tới đâu quên rồi, lo dùng thuốc hoài. Bây giờ á là ước coi như em tưởng tượng cái người con gái bên đây á là có đúng như cái suy nghĩ của em hay không? Em nói là chỉ cần yêu thương gia đình thủy chung này kia nọ, nhưng mà rõ ràng hồi nãy em nói em thích gái đẹp đúng không? Dạ. Thì em tưởng tượng cái bạn bên đây có đẹp giống như em suy nghĩ không? Là đâu tả chị coi. Đẹp thì đẹp vừa phải cũng được, và em không có quan trọng quá, em quan trọng là chung thủy thật thà với sinh con đẻ cái là được, để nấu giỏi với thừa kế sự nghiệp thôi. Để thừa kế sự nghiệp tài sản được thôi. Em với nhà em đơn con... câu quá là nữa, không có ai kế tài sản hết, là tài sản nhiều nơi nhưng khi không ai thừa kế thừa hết là khổ quá. Ừ, nhưng mà em muốn con con em thừa hưởng cái gì của em? Dù thừa hưởng những cái bài thuốc bí truyền. Là thuốc nhà em á, là em cải tiến là những cái thuốc xăm này nó hay lắm. Em biết cái lúc em sẽ cải tiến là xăm này em cải tiến là những thuốc xăm này hay. Em mà truyền thuốc cho anh đi, truyền nghề cho anh đi. Không, bây giờ anh những sẽ làm miễn phí hết, không có lấy tiền ai cho. Bây giờ vậy nè, cái thuốc gì mà là bí truyền của gia đình em, trị cái bệnh gì? Dạ giờ thuốc em là thuốc bao tử nè. Bao tử. Xoang trị dạ. Rất nhiều người cần. Bí quyết cho anh đi, anh sẽ không anh làm miễn phí hết luôn. Trị dạ dày ha, dạ dày. Bổ thận á, bổ thận uống cho nó đen tóc chứ đừng người bệnh mộng tinh trị không được, em trị được. Em trị được bệnh mộng tinh. Sau đây chị phải lấy số điện thoại của em. Dạ. Rất nhiều người cần cái bài thuốc của em nha em nha. Rồi, thôi bây giờ tôi nghĩ vậy nè Linh ơi.
hỏi gia đình cái đi, rồi xong là mình mở rào nha, để cho các bạn gặp nhau. Em đi với ai vậy bé? Dạ em đi với hai đứa em họ em, với lại ship phó của em và tất cả các bạn trên cơ quan em ạ. Ờ rồi xin mời ship. Em lên đây ship nè, ship phó. Em chào anh rể. Đó, đó chịu rồi đó, chịu rồi đó. Dạ. Trời, cảm ơn em. Em đi với ai em trai? Dạ em tính đi em gái, rồi sáng ba ổng ở nhà nó coi ba nó không đi được. Bây giờ không ai chứ hả? Dạ không ai. Rồi, tại nhà em đơn chiếc quá. Không ai hết chứ không chiếc sao? Dạ, để anh lo cho. Bây giờ ông đứng ra ông đại diện ông nói chuyện đi ông Linh. Hả? Ông bây giờ, là bây giờ thay thay mặt đàn trai luôn đó. Rồi. Chứ ông nói chuyện đi rồi tôi coi tôi có đồng ý hay không, ăn thua ông à. Đại diện đàn trai. Ừ. Dạ. Chào đàn gái. Dạ. Đàn trai tôi là ngon lành luôn. Dạ. Phải nói đàn trai tôi là còn zin 100%. Không phải là con gái. À. Mới nãy em nghe nói cái gì mà hả? Có bộ sinh bộ phận sinh dục nam là nam mà chưa chắc anh. Nhưng mà tư tưởng thì mình thích, mình biết mình nam nữ chứ mình thích phụ nữ lắm, chứ mình đâu có thích nam đâu. Thiệt mình yêu phụ nữ lắm, mình yêu sai đắm. Yêu phụ nữ lắm mà tại vì mình nhát, mình không dám. Em thì em hơi nhát vậy thôi, nhưng mà em lấy bình tĩnh lại em thì với cũng men lắm chứ em cũng không phải thì mị đâu. Rồi, dạ, yên tâm hồi hai em gặp nhau hai em sẽ cảm nhận điều đó, nhưng mà anh đại diện đàn trai, anh có thể nói đàn trai xác nhận 100% là đàn ông. Quan điểm không có quan trọng là đẹp hay là như thế nào hết cả, chỉ đẻ con cho anh là được rồi, biết đẻ là được đó, rất là quan trọng chuyện đó thôi. Anh có nghề tại thuốc. Vì anh muốn truyền nghề truyền thuốc nghề lại. Cái này tôi cũng muốn học là để cứu nhân độ thế ha. Dạ, để giúp đời. Dạ có dạy cho anh không? Dạ thì thuốc thì gia truyền này không biết có truyền không. Thì tiền anh trả nè. Dạ thì cái nữa thì em truyền sao? Ừ. Thôi vậy là mai mốt có truyền cho em trước đi rồi hả tới con chứ. Đúng chưa truyền cho em thì sao truyền cho con được. Dạ, truyền cho vợ con gái. Đúng rồi. Dạ bạn gái giờ chị hỏi em nè, nãy giờ em mình nghe có em hình dung cái người bên mình kia dám mở tiệm thuốc bắt lớn luôn. Đúng có thể là mình cái dám suy nghĩ làm của lớn em không? Ngày thường mình không dám làm lớn. Thôi, mình hỏi bị kéo mở rào đi. Bị nhút nhát không có ai động viên, không có dám làm lớn. Cái gì mình làm lớn được tất cả mình biết mà mình em không dám làm. Em người phụ nữ thế nào? Dạ mình thích phụ nữ hiền lành, thì mị đăng trang, thương chồng. Để được thôi đúng không? Dạ. Đó, thì mở rào. Vậy đơn giản vậy thôi. Bắt đầu. Chào anh quà nè, đứng lên tặng quà nhau nè. Đứng lên tặng nhận quà. Dạ. Tặng em cho mình hả? Cảm ơn em nhiều. Cảm ơn anh Thoa. Quà bển đâu? Ủa quà mình đâu đây hả? Ở đây. Trời đất ơi. Quên. Nói chuyện quên. Tặng em thuốc bổ huyết, thuốc bao tử nè. Cảm ơn anh hay lắm nè. Dạ, dạ. Kim Sang sau này cải cách cũng hay lắm. Cảm cúm luôn, đi trúng mưa, trúng nắng cũng không cảm cúm. Dạ, dạ. Bắt mặt coi, bắt mặt coi có bệnh gì không? Dạ, chắc không có đâu. Em cảm ơn anh nhiều ạ. Dạ. Rồi, quay đối diện nhau nói chuyện đi. Ủa sao bên đó em mở ra coi cô gái tặng em cái gì? Cái hộp á. Hộp bệnh. Có mở không đâu cần hả? Mở đi. Mở đi. Dạ. Nói ý nghĩa của món quà, coi sao, cái gì vậy? À, dì nịch. Hả? Dì nịch. Em có đeo dây nịch không? Dạ có. Thích không? Dạ thích. Sao em lại tặng dây nịch vậy cưng? Để lộn với thuốc hội sắc dây nịch nó uống nó mệt lắm. Có đâu. Nhìn để riêng ra. Em nghĩ em hỏi tặng sợi dây nịch cho anh ấy thì khi mà anh ấy đeo sợi dây nịch đó vô thì anh ấy sẽ tưởng tượng được đến với em luôn ở quanh người anh. Thôi anh cảm nhận về em như thế nào? Sao chứ? Anh cảm nhận về em như thế nào? Em thì tướng cũng đẹp. Thấy em cũng cảm ơn anh. Cô giáo là mình thích. Dạ, em cảm ơn anh. Cô giáo nhưng mà hiền. Em cho anh hỏi gia đình mình có mấy anh em ha? Mình có người em à. Nói chung cuộc đời mình nó cũng lận đận lắm, tới giờ mới tính lập gia đình. Chứ dòng họ mà bên Mỹ mình gì cũng kia mình lo lập gia đình kia đi. Chứ mình cứ đấu tranh làm hoài cũng vậy. Có vợ, có con là một mặt mình mới phát triển lên. Mình có niềm tin mình mới làm được việc lớn. Chứ không có vợ mình muốn làm lớn không dám. Ba mình thì ổng người ổng nhát, ổng làm gì ổng cũng cản á, ổng mới dám cho làm. Em của anh là em trai hay em gái? Em gái à. Em gái à. Dạ. Vậy là anh cũng như là trai, trai một. Mình giống như trai một hả? Anh có gì hỏi em không? Dạ. Anh có gì hỏi em không? Hiểu em á hả?
Hỏi em á? Muốn hỏi em. Dạ. Em nhà ở thị xã là ở khu phố dạ. mấy vậy? Em ở khu phố 2, phường 1, thành phố Tây Ninh. Dạ. Phường 1, gần khu phố 2, phường ngay 1. Chỗ ban chỉ huy quân sự... xã Thái Bình. Ê, chỉ huy phường 1 á không? Dạ, dạ. Vậy là xóm bà Dẫn đi chút hả? Biết xóm bà Dẫn cổ không? Dạ không, ở ngay chỗ đường ngã tư Bình Minh anh. À, ngã tư Bình Minh hả? Hồi sáng em xuống đây bận gì? Dạ. Hồi sáng em xuống đây bận gì? Em sáng đi xuống bận gì hả em? Dạ, em đi bằng ô tô ạ. Ô tô hả? Dạ. Em đi bận gì? Em đi bằng đi bằng xe xe đò, xe buýt thôi mà. Hồi cái Giang về được không? Chúc em có cho anh Giang không? Nếu như anh không ngại. Mình Giang trời luôn. Trời ơi, vậy được quá rồi. Bây giờ nè. Em hẹn hò thế nào đó, bàn đi, mình ở gần với đó. Dạ. Một tuần hẹn mấy lần, hỏi coi em thích cái gì. Dạ, ví dụ một tuần mình gặp em mấy lần à? Nói chung mình ở đó mình cũng gần nhau, thì mình chỉ làm công việc hành chính của nhà nước thôi, thì từng 7 lần vẫn được. Thì lúc đó em dẫn em. Tại vì em thẳng buổi tối mà. Ăn lẩu, ăn gì cũng được mà, hả không? Ăn dạ. Mấy quán lớn lớn, quán đồng đồng. Sao em không hỏi em có cảm nhận như thế nào về anh? Em cảm nhận thế nào về anh hả em? Em thấy anh hiền. Cũng nhút nhát tựa tựa giống như em thì nhát, nhưng mà khi mà em thấy mình tỉnh lại thì cũng được được. Để nhát hơn em. Dạ, nhát hơn em. Nhát mà còn bị rối nữa. Dạ. Em thấy anh cũng chân thật. Hỏi bây giờ là chừng nào mình có thể đến với nhau được, rồi chừng nào sinh con đẻ cái, thích con trai con gái gì nói luôn đi. Dạ. Vậy chừng nào mình đến nhau được, em thích con trai hay con gái hả em? Nói chung thời gian thì cũng không giải quyết được tất cả. Khi mà mình làm quen nhau thì mình tìm hiểu được nhau, không cần phải thời gian 5, 3 năm, 2, 3 năm gì hết. Cả 2, 3 tháng cũng được nếu như mà hiểu nhau. Còn sinh con thì em dĩ nhiên là em cũng thích hai đứa rồi. Một trai, một gái thì ai cũng thích như vậy. Nhưng mà con nào cũng là con. Được không? Nói bảo đảm với một trai, một gái được không? Một trai, một gái còn nó được rồi. Còn khổ nói, còn em có được hay không? Dạ em, mình được, em được á anh Linh. Sao em chịu? Mà sinh muốn sinh nhiều em cũng chịu, ba bốn đứa cũng được. Tại vì em đi làm nhà nước thì chắc là không sinh nhiều được rồi, chỉ hai đứa thôi. Dạ đúng rồi. Mà em thấy anh này đúng như là cái hình mẫu mà em nghĩ trong đầu không? Dạ chắc cũng được 70%. 70% đúng không? Dạ. Em có hết hồn khi ảnh tới 40 tuổi mà chưa có một mối tình lận lưng không? Em cũng hơi ngạc nhiên. Hơi ngạc nhiên ha, dạ. Bởi vì em phải có trách nhiệm đó. Hiểu không? Đó. Người ta là tinh khôi á. Vậy gì đẻ liền được không? Dạ chịu liền. Em khoái có con lắm. À, thích trai hay gái? Dạ trai gái gì cũng được. Em thích dài bữa con gái nữa cho nó đi Mỹ luôn. Trời ơi. Con lặn cho đi Mỹ luôn à. Có con gái là dòng họ em sẽ cho đi Mỹ hết. À tại vì gia đình bạn này ở bển hết gia rồi. Gia đình em dòng họ bên Mỹ không à. Mỹ nhiều lắm. Con trai cho đi đâu? Con trai cho nó học bác sĩ. Mà ở đâu? Học sĩ nhà. Tại nhà hoặc là làm ngành học tiếp nối ngành y luôn. Có nghĩa là con trai là phải tiếp nối dòng họ của ba là truyền nghề để mà giữ lại bí kíp gia truyền của gia đình là phải ở đây. Tư tưởng nó là quá đúng luôn, để mà cứu nhân độ thế ở đây. Còn con gái cho theo chồng qua bển. Mấy chục năm mới nắm tay đó, 40 năm đó mới nắm tay con gái năm đó. Đó. Em cảm nhận thế nào em? Hả? Thì cũng thích mà cũng hồi hộp. Thích hả? Dạ. Thích nhiều không? Thích nhiều. Thích nhiều không? Nhiều hả? Cái tay nó nắm thấy làm sao? Thấy tay em ấm áp. Muốn nắm luôn không? Dạ muốn. Muốn hả? Dạ. Ôm cái thôi. Dạ, ôm cái. Ôm chặt vô để nguyên tội. Trời ôm để nguyên. Chưa? Để nguyên luôn. Để nguyên đó. Nó dựa đầu như thế tôi chụp tấm hình. Dựa vô. Dựa im luôn nha. Dạ. Để nguyên. Để nguyên luôn. Chụp cái hình coi. Trời ơi, nhắm mắt luôn nè, thấy chưa? Trời ơi, không biết coi. Không à. Vô rồi. Hey. Dạ. Có mà có chuyện gì là ông Linh chịu trách nhiệm tôi nha. Tôi lo hết. Tôi bóc thuốc hết luôn. Yên tâm đi. Cảm giác sao? Lần đầu tiên, trời ơi, người tim rung rịch rịch luôn. Thở không nổi rồi kìa em. Dạ. Em. Dạ. Giờ cảm xúc em thế nào? Cảm xúc rất thương cổ. Thương cổ, cảm xúc rất là thương cổ. Đó. Rồi sao nữa? Muốn được làm bạn đời chăm sóc cho cổ luôn. Nghe chưa em? Dạ, nghe thôi. Đây là lời nói từ trái tim nha. Lần đầu tiên nắm tay bạn gái, lần đầu tiên ôm như thế, lần đầu tiên nói như vậy. Dạ. Em cảm giác sao con gái? Thì em cảm giác thấy ảnh cũng rất là chân tình. Thì lên trên đây cũng chỉ có đôi ba phút thôi, mình không thể nói hết được cái vấn đề mà chuyện tương lai hay là hiện tại hay là những cái gì xa hơn nữa. Thì nếu như mà mình muốn tìm hiểu được, muốn hiểu hết được thì mình cho nhau cơ hội thì mình sẽ hiểu được. Anh nghĩ rằng là
khó lắm tụi em mới gặp đây đó. Khó tìm được một người thế này, người ta gọi là của hiếm đó em nha. Dạ. Rồi hình như là em ở đâu hành tinh khác tới, có nhiều người sẽ nói như vậy đó. Em gái, anh cảm giác anh rất là xúc động đúng không? Dạ. Một cái nụ ôm, một cái ôm mà rất là chặt. Trời ơi, để tôi coi cho hình coi, nhìn cái mặt thấy thương lắm. Lần đầu tiên ôm gái mà bây giờ còn rung luôn nè. Dạ. Thôi được rồi, để tay nó bấm đi em. Bấm cái đầu đây, anh. Đây. Bấm đây em. Kiếm đi, giờ kiếm đi. Dạ. Đúng rồi. Mình ấn vô hả anh? Hả, kiếm gì nữa? Này mình ấn vô hả? Đừng có gỡ của người ta ra. Dạ, em không có gỡ, em nói ấn vô hả? Thôi anh bấm lùm xuống cho anh bấm không? Đi. Dạ, em bấm được, đắn được. Hả, em bấm không? Bấm. Bấm chứ. Rồi, đếm luôn. 1, 2, 3. Rồi. Vô. Yeah. Cặp này nôn lắm rồi. Rồi, đếm luôn, được luôn rồi đó. Bắt đầu hẹn hò luôn rồi. Dạ, em cho mình số điện thoại luôn ha. Dạ. Cho anh số điện thoại luôn ha. Đương nhiên là phải cho rồi. Đương nhiên rồi. Bây giờ nè, trước mặt gia đình ha, đại diện gia đình nè, đàn gái rồi á, trước mặt hàng họ hàng hai bên đang coi luôn. Dạ. Em hứa điều gì đi cho bà đàn gái ta yên tâm. Mình á thì người thật lòng lắm, thương người là thương suốt đời. Mình không có xạo giả dối. Ừ. Mình quý rất hạnh phúc gia đình, mình rất thương gia đình. Anh tin. Dạ. Ừ. Nếu được kết em làm vợ thì mình sẽ cố gắng phát triển kinh tế, mình sẽ làm những việc trọng đại, mình không có, mình sẽ cố gắng làm những việc giàu có theo cái ước mơ của mình hồi nhỏ. Vậy mà đó, cô nào không gặp anh này sớm trời. Thiệt tình dễ sợ. Hồi nhỏ mình có ước mơ là ngành y không à. Ừ. Bây giờ mình cũng, nếu mà được vợ giỏi mình sẽ phát triển. Phát triển. Dạ. Rồi em gái. Truyền nghề cho vợ trước mà. Dạ thì trước kia khi nếu như 21 mình có nên duyên á, nói chung ba em hồi xưa thì ba em là nghề thuốc nam, em cũng biết được một số loại thuốc nam thôi. Nếu như 21 thì mình nên duyên thì anh truyền nghề cho em trước đi, rồi 21 mình truyền nghề cho con sao. Hay quá. Rồi bây giờ bắt đầu chính thức, bây giờ các bạn đã hẹn hò với nhau. Dạ. Bắt đầu một nụ hôn đầu tiên nè. Bây giờ mới là hôn nè. Nãy hôm xả dao thôi, hôn xả dao rồi. Giờ hôn thiệt nè. Cảm xúc thế nào? Vô. Dạ. Ôm chặt vô mới hôn. Ôm chặt nữa hôn. Để nguyên luôn, hôn lâu lâu chút. Hôn siết vô luôn, siết vô. Hít hơi vô, hít nữa. Cưng quá trời cưng rồi. Trời sao tôi khoái cặp này dễ sợ luôn ta. Nụ hôn còn riêng đó. Đây nè, ăn ốc không? Lễ cho ăn nè. Nổi ốc hết trơn đúng không? Nổi ốc ác dựng ngược nè, lên đó nè. Sớm sớm đi nhờ, sớm sớm là đám cưới nha. Dạ. Nha. Nhớ giúp đỡ anh ấy, anh hiền quá. Mình hiền quá không? Đừng có buông tay ra. Dạ. Nắm chặt luôn, buông tay cơ. Ừ. Mình... Dạ. Tình yêu nó phải vậy á. Em ơi, cưng lắm đó em ơi. Về là em nâng như nâng trứng, ứng như hướng qua đó em về ơi. Về bữa nào cũng bóc thuốc cho uống luôn á.